Xin chào các bạn, hello everyone. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn một việc như sau. Today I will show you something. Hướng dẫn mình sẽ hướng dẫn bằng cách thiết lập buổi công chiếu. Today I will show you how to set up Premiere. Rất nhiều người sẽ không biết cái tính năng này. A lot of people will not know this feature. Hiện tại là YouTube đã là ở phần công chiếu là đã có cái tính năng mà các bạn có thể thiết lập buổi công chiếu, các bạn có thể đổi thời gian, đổi cái điện, cái kiểu, có thể đổi cái thời kiểu thành của thời gian đếm ngược, mà số phút đếm ngược. You can add the this one. YouTube has other feature. You can edit the time thing and the countdown. Hôm nay mình sử dụng cách các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ trước tiên là YouTube Studio. First, you have to go to YouTube Studio. Ở đây, các bạn sẽ chọn video. Choose the clip you want to. Ví dụ những điện thoại này, các bạn muốn chọn ví dụ cái này, các bạn muốn được ví dụ như cái này, các bạn muốn chọn sau ở trên tư. Ở cái này nó sẽ có cái lựa chọn sau, there will be option. Các bạn chọn công khai và đặt theo công chiếu ngay thì sẽ up cho mình, nhưng mà sẽ không thấy cái nút thiết lập công chiếu. Nếu mình no feature thì so, để làm việc này các bạn sẽ vào chỗ liên lịch này, các bạn ở chỗ làm video công chiếu, click set up cho mình. Và ở đây sẽ có cái chữ là thiết lập buổi công chiếu. There will be a set as premiere. Các bạn chọn vào. Bạn có thể đổi giao diện đến được trang time countdown. Sẽ có rất là nhiều, các bạn có thể chọn cái nào các bạn muốn. You can choose anything you want. Ví dụ như cái ví dụ chọn cái âm điệu này. I select this. Bạn ở đây các bạn có thể đổi cái thời lượng đến ngược. Bạn có thể chọn 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút. You can select 1 minute, 2 minute, 3 minute, 4 minute, or 5 minute you want. For me, I select 5 minute. Đối với mình sẽ chọn 5 phút. Và khi sau như bạn xong, bạn có thể phát ở đây. You can play here. Bạn có thể xem trước. Đó. Xong, các bạn chọn như after done. Press save. Rồi đây, chọn. Và bây giờ mình sẽ đặt ngày muốn lên lịch. I will select the day I will schedule. It's like 7 o'clock. Rồi chọn lên lịch. Rồi đó. Đây là cách các bạn thiết lập buổi công chiếu. This is how you set up Premiere. Thank you for watching. Cảm ơn các bạn đã xem video này.